Chính xin kính chào quý khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ ba ngày 10 tháng 7. Sau đây là phần tin. Thưa quý vị, nhà máy lọc dầu Dung Quất hôm qua đã vận hành toàn bộ công suất trở lại sau 8 tuần phải đóng cửa để kiểm tra thiết bị. Nhà máy tái hoạt động lại hồi cuối tuần rồi. Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lọc Hóa Dầu Bình Sơn cho biết như vừa nêu, Cụ thể, nhà máy chạy 90% công suất lọc dầu thô đưa từ mỏ bạch hổ về và vào nửa cuối năm nay sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô về để lọc. Ông Nguyễn Hải Giang nói rằng nhà máy có kế hoạch tái hoạt động vào cuối tháng 6 vừa qua, thế nhưng công tác kiểm tra kéo dài hơn dự kiến. Hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất đang cung cấp cho chừng 1 phần 3 nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước. Nhà máy hiện cần hơn 2 tỷ đô la để mở rộng sản xuất trên mức 192.000 thùng mỗi ngày hoặc 9 triệu rưỡi tấn mỗi năm công suất tối đa hiện thời là 130.500 thùng mỗi ngày. Cũng tin liên quan đến lĩnh vực dầu khí, thưa quý vị, hôm qua Tập đoàn Dầu khí Việt Nam họp báo cho biết đã gửi thư cho Tổng công ty dầu khí Hải Dương của Trung Quốc, Xenoc, và các nhà thầu nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam khẳng định 9 lô dầu khí mà Xenoc đưa ra mời thầu là của Việt Nam. Tất cả 9 lô đó đều thuộc thềm lục địa của Việt Nam, theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Petro Việt Nam nói đang tiếp tục khai thác dầu khí tại Biển Đông. Trong khi đó, tập đoàn Soco Quốc tế cho biết sẽ tăng sản lượng tại mỏ tê giác trắng ở ngoài khơi vùng biển Việt Nam lên 55.000 thùng mỗi ngày so với mức 42.000 thùng như hiện nay. Thông cáo của Soco đưa ra hôm qua cho biết như vừa nêu. Xin được nhắc lại là mỏ tê giác trắng thuộc lô 161 nằm ngoài khơi vùng biển Việt Nam cách thành phố Vũng Tàu 100 km về phía đông nam. Mỏ này được bắt đầu khai thác hồi tháng 8 năm 2011. Hiệp định mậu dịch tự do ASEAN Trung Quốc có hiệu lực từ đầu năm 2010, buộc ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam vào thế cạnh tranh dữ dội hơn với ngành này của Hoa Lục. Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho biết như vừa nêu hôm qua, theo Hiệp định Mậu Dịch Tự do ASEAN Trung Quốc thì 6 quốc gia thành viên ASEAN gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Brunei có thể áp dụng biểu thuế 0,1-0,6% đến đối với xe ô tô và các phụ tùng ô tô. Trong khi đó, Việt Nam, Miến Điện, Lào và Campuchia phải đợi đến năm 2015 mới có thể áp dụng biểu thuế tương tự. Đối với Việt Nam, đến năm 2018, nước này mới phải áp dụng biểu thuế 0% đối với xe ô tô. Tuy nhiên, hiện nay ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức cạnh tranh dữ dội với các sản phẩm phụ tùng ô tô nhập tràn lan của Trung Quốc. Bộ kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho biết trong 5 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu phụ tùng ô tô của Việt Nam lên đến 72 triệu đô la, dự báo trong những năm tới sẽ gia tăng khi mà thuế nhập khẩu giảm xuống. Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm qua lên tiếng yêu cầu các quốc gia châu Á khi phát triển kinh tế thị trường cần phải cổ suý tăng cường dân chủ kèm theo. Phát biểu của bà Clinton được đưa ra khi đến thăm Mông Cổ, một lân bang của Trung Quốc, chỉ trích của bà ngoại trưởng hoa kỳ nói rõ là những quốc gia châu á mở cửa kinh tế cho cộng đồng thương giới quốc tế đến làm ăn thế nhưng lại từ chối không mở ra về mặt dân chủ điều đó gây cản trở cho phát triển kinh tế về lâu về dài theo ngoại trưởng hoa kỳ thì những quốc gia có biện pháp hạn chế quyền tự do bày tỏ ý kiến sẽ tiêu diệt sáng kiến cũng như làm nhụt trí kinh doanh hôm nay bà clinton đến thăm việt nam và thưa quý vị, căn nguyên của chứng bệnh gây ra cái chết của mấy chục trẻ dưới 10 tuổi ở Campuchia kể từ hồi tháng 4 vừa qua đến nay đã được các chuyên gia y tế cho biết là do loại virus gây bệnh tay chân miệng gây ra. Thông cáo chung do Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO và Bộ Y tế Campuchia nêu rõ qua xét nghiệm thì virus có tên là EV71 là nguyên nhân gây bệnh cho 15 trong 59 ca mà 52 đã tử vong. Virus EV71 là loại có thể dẫn đến bại liệt, sưng phù não và tử vong. Các chuyên gia dịch tễ học đang cố gắng tìm hiểu thêm về các bệnh qua việc phỏng vấn cha mẹ của những trẻ tử vong về các chi tiết không được đưa vào bệnh án hay tìm những mẫu bệnh phẩm không được thu thập trước khi các cháu qua đời. Tại xứ chùa Tháp trước đây chưa phát hiện có virus EV71. Virus EV71 từng gây hại tại Việt Nam nơi mà trong mấy năm qua dịch bệnh tay chân miệng bùng phát. Hồi năm ngoái, có hơn 110.000 trẻ em ở Việt Nam bị bệnh tay chân miệng, trong số này có 166 cháu tử vong. Quý vị vừa đến với phần tin sáng thứ ba, cho Như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào ngày mai.